Chiều hôm nay là mùng 3 tới, tôi với bà nhà lang thang Sài Gòn chơi rồi quay lại một cái quán phá lấu ngon lắm mà hồi trước vợ hay mua về cho tôi ăn. Chỗ này sát bên nhà mẹ vợ cho nên tụi tôi là mối ruột ở đây ngay chung cư phường 3. Mấy ngày này thì để kiếm chỗ bán xuyên tới thì mọi người cứ qua quận 4 nha, đường nào cũng có bán hết trơn á. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Mấy nay các bạn ăn tới sao rồi? Nếu mà đã ngán thịt kho dưa hành củ kiệu thì lại theo chân Phúc đi review mấy quán ngon khu trung tâm Sài Gòn để đổi vị chút nha. Chiều hôm nay thì Phúc ghé quán phá lấu Minh Châu ngay đối diện cổng hồ bơi Vân Đồn cơ sở 2 ở số 3 lô B1 đường Vĩnh Hội phường 3 quận 4. Quán phá lấu này thì ăn cũng ok nha, có mì gói phá lấu, bánh mì phá lấu mỗi phần là 35.000. Vị phá lấu thì Phúc thấy ăn ok nhưng mà chưa phải quá xuất sắc, nếu mà thêm nước cốt dừa nữa thì sẽ rất là ngon. Đặc biệt là nước chấm quán này thì hơi bị xịn luôn, vị chua chua ngọt ngọt mà chấm phá lấu là ăn ngon lắm nha. Phá lấu thì quán làm sạch sẽ, đặc biệt là đặt trên một cái chiếc chảo to hâm nóng trên lửa, khách ăn đến đâu thì quán sẽ cắt nhỏ đến đó. Quán này có hai cô bán, tụi mình ăn chủ yếu ngồi trên vỉa hè và những chiếc ghế bằng nhựa. Ở khu Vịnh Hội ngay hồ bơi Vân Đồn thì ít xe qua lại, với lại đường rộng thêm tết nữa cho nên chiều mùng 3 khá là bình yên luôn. Một tô mì gói phá lấu là 35.000 nhưng mà cô để nhiều phá lấu lắm nha, thêm mấy cọng rau răm cho thơm nữa. Mì thì cô trộn không có bị nở tề le nha. Nước phá lấu thì nóng hồi dậy lên mùi thơm lắm. Ăn cùng phá lấu khăn lông, tổ ong, lá mía phèo nha. Lúc mà Phúc mới tới thì tầm cũng 4 giờ có 3-4 khách ngồi chút xíu mà khách đến đông lắm. Quận 4 thì nhiều quán phá lấu ngon mà mỗi chỗ có hương vị khác nhau, nhưng mà ở phường 3 quận 4 thì Phúc thích quán này. Nếu mà có dịp thì các bạn nhớ thử qua nha. Cô bán tầm chiều cho đến tối, từ đường 48 song song với là Khánh Hội, các bạn chạy gặp ngã tư Vĩnh Hội ngay chung cư phường 3, rẽ phải chừng chục mét thì quán nằm tay trái nha.